Hello, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến thức bổ ích của mình. Hiện mình đang đứng ngay làng hoa Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp. Đây cũng là nơi phân phối hoa lớn nhất của khu vực miền Tây. Các nhà vườn lúc này tất bật để thành phẩm những đóa hoa nhằm cung cấp cho các thương lái. Được tiếp xúc với các nhà vườn mới biết được giá hoa năm nay rất là rẻ, thậm chí có nhiều chậu hoa chỉ có 15.000 đồng. Nào, mời tất cả các bạn cùng theo dõi nha.